Xin chào tất cả các bạn, từ hôm nay mình sẽ giới thiệu đây là lô 25 con máy câu của Nhật và giá mình báo trên video là Turbo Goldfish Ship. Ship code toàn quốc bên mình thì vẫn là 30.000 một đơn và các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ở đây mình có mã số 1 đầu tiên. Mã số 1 đầu tiên ở đây mình có là con máy của Daiwa. Con này là con Daiwa Riga Z2000C. Con này thì cũ của nó là bằng kim loại, thân của nó cũng là bằng kim loại luôn nha. Mô pin 6. Lưỡi ra đầy đủ thì con này đổ tay trái phải được. Thông số vào dây này. Dây cước số 2 là vào được 150m, số 3 là vào được 100m. Con này là size 2000 lô sâu, có ABS. Mô pin sóng lưỡi ga đầy đủ, con lăn cước thì còn rất là sáng, ga cước nhẹ. Ngoại hình tổng thể của máy thì nó có sườn xước nhỏ nhỏ như thế này. Hàng này là hàng Daiwa Thái Lan xuất Nhật nha. Hàng này là hàng Daiwa của Thái Lan. Size của nó là size 2000. Máy thì quay rất là nhẹ như thế này. Con này đổ tay trái phải được, có ABS. Máy này là mã số 1, nặng 270g. Con này giá là 450.000. Con này là giá 450 nha, 450.000. Tiếp theo là mã số 2. Số 2 ở đây mình có là con máy của Daiwa. Con này là dòng Daiwa Emblem X 1500mA. Con này thì cổ kim loại, thân nó là carbon. Mô pin sóng lưỡi ga đầy đủ, lăn cước thì còn sáng, cả cước nhẹ. Con này thì thân của nó là bằng rotor, nó là dòng Super Metal. Có trầy xước trên viền lưng. Màu của nó là màu trắng nha. Con này thì có màu ánh sa cừ như thế này đây. Có tróc sơn ở đây. Ở đây đó. Có sờn xước nhỏ nhỏ như thế này. Tróc sơn này. Cố này. Con này thì phần cố của nó là có bị kiểu như nó bị tróc cái lớp phủ bên ngoài nhưng mà nó không có bị lủng lỗ đâu. Đây nó kiểu như này. Mã này là mã số 2. Hàng này là hàng Daiwa của Nhật. Con này thì quay rất là nhẹ mượt, có chút chống trở ngược. Con này có ABS, quay nhẹ mượt có ABS nha. Size 1500, size 1500. Con này thì thông số vào dây là dây số 1.5 là vào được 130m, số 2 là vào được 100m. Mã này là mã số 2, size 1500, nặng 275g. Con này giá là 600.000. 600.000 mã số 2. Tiếp theo mã số 3. Số 3 đây mình có là con máy của Ultra, Shimano Ultra C3000. Cố kim loại, thân carbon. Lô sâu, mô pin sóng lưỡi ga đầy đủ, đổ tay trái phải được, con lăn cước thì còn rất là sáng, ga cước nhẹ. Con này thì cước số 2 là vào được 220m, số 3 là vào được 150m. Dòng này là dòng có Super Slow System nên là con này chuyển động rất là nhẹ mượt nha. Con này lên xuống rất là nhẹ mượt. Đây. Tay quay nó là dòng tay quay cán gỗ này, tay quay cán gỗ. Có trầy xước trên viền lưng. Còn lại thì còn khá là sáng máy như thế này. Size 3000, hàng này là hàng Shimano của Malaysia xuất Nhật. Đây. Con này thì quay rất là nhẹ. Mã này là mã số 3, nặng 260g, giá là 1 triệu. 1 triệu mã số 3. Tiếp theo mã số 4. Số 4 đây mình có là con máy của Shimano Nasik. Con này là Shimano Nasik. Con này là size của nó là size 2000S. Size của nó là size 2000, lô nông. Mô pin sóng lưỡi ga đầy đủ, đổ tay trái phải được. Trên cố thì có sẵn dây BE. Thông số vào dây này. Dây BE số 0.6 là vào được 150m, số 1 là vào được 80m. Con này thích hợp cho khách nào câu suối, câu tôm, câu mực hoặc là lua cá nhỏ. Con lăn cước thì còn rất là sáng, cả cước nhẹ. Con này câu ISO rất là tốt nha. Đổ tay trái phải được, quay thì rất là nhẹ mượt. Quay rất là nhẹ êm, có chút chống trở ngược. Hàng này là hàng Malaysia xuất Nhật. Cố kim loại, thân carbon, máy thì còn rất là sáng máy. Mã này là mã số 4, nặng là 220g, con này có giá là 1 triệu mốt. Tiếp theo mã số 5. Số 5 đây mình có là con máy của Shimano Biomaster 2500S, size 2500, lô nông. Con này là mô pin sóng lưỡi ga đầy đủ, đổ tay trái phải được. Con này thì sản xuất đời 2008 mình nhầm. Con này sản xuất đời 2008 nhưng mà dòng này thì xài rất là bền. Mô pin sóng lưỡi ga đầy đủ, size 2500, cước số 3 là vào, con này là cước BE 0.8 là vào được 150m, BE số 1 là vào được 110m. Con lăn cước thì còn rất là sáng, gạt cước nhẹ. Con này thì trên máy có sẵn dây BE như thế này. Con này mua về câu lua, câu ISO. Ngoại hình tổng thể của máy thì còn khá là sáng đẹp như thế này. Con này máy rất là mới nha.
có nút châm dầu. Con này là dòng Roton, nó là dòng Slow System. Đây, máy thì rất là đẹp, mới, độ mới máy này mới tầm khoảng 90%, còn rất là sáng máy. Đổ tay trái phải được. Quay thì rất là nhẹ mượt, có chốt chống trở ngược. Hàng này là hàng Shimano của Nhật, máy in da băng. Con này giá là 1.500.000, mã này là mã số 5, 1.500.000. Tiếp theo là số 6. Số 6 đây mình có là con máy của Daiwa. Con này là con Daiwa dòng Team Daiwa X. Team Daiwa X 2500IA Lô Nông. Size 2500 Lô Nông, con này thì có ABS. Có ABS nha. Cố kim loại, con này thì thân của nó là bằng metal. Mua pin 6 lưỡi ga đầy đủ, đổ tay trái phải được. Con lăn cước thì còn rất là sáng, gạt cước nhẹ. Hàng này là hàng Daiwa của Nhật, máy in da băng. Ngoại hình tổng thể thì nó có cối, nó có tróc, đây có sờn xước trên phần cối như thế này. Trên này thì còn rất là đẹp, chủ yếu là sờn ở dưới này nè. Đó. Còn thân thì còn khá là sáng, còn khá là sáng máy. Hàng này là hàng Daiwa của Nhật, máy in da băng. Máy thì quay rất là nhẹ mượt, có chút chống trở ngược, có ABS. Mã này là mã số 6, nặng 265g. Con này giá là 1.300.000. Tiếp theo là số 7. Số 7 đây mình có là con máy của Ultra. Con này là Ultra XT 3000, cố kim loại, thân carbon, mô pin sống. Lưỡi ga đầy đủ, con này đổ tay trái phải được. Con này thì có tróc sơn trên viền cối này, tróc cái phần, đây tróc cái lớp xi bên ngoài, nhưng mà nó không có bị lủng lỗ nha, nó chỉ bị tróc lớp xi màu đồng ở bên ngoài thôi. Mua bên 6 lưỡi ga đầy đủ, size 3000, lưu sâu, cước số 3 là vào được 150m. Ngoại hình tổng thể của máy, tay quay căng gỗ. Ngoại hình con máy thì nó có sờn xước nhỏ nhỏ như thế này. Đổ tay trái phải được, máy thì quay rất là nhẹ mượt, có chút chống trở ngược, size 3000. Mã này là mã số 7. Hàng này là hàng Ultra của Nhật, nặng 330g. Con này giá là 800.000 mình nhập. Con này là con số 7 giá 800 nha. Tiếp theo máy số 8. Số 8 ở đây mình có là con máy của Shimano Exploration SVW8000HG. Con này vòng tua HG Raito 5.7, cố kim loại, thân carbon. Mô pin 6 lưỡi ga đầy đủ. Con này thì size của nó là size 8000, vòng tua HG. BE số 3 là vào được 410m, số 4 là vào được 300m, số 5 vào được 250m, cước số 8 là vào được 160m, cước số 6 là vào được 230. Con này là dòng S-Relancer, nên là nó dòng này nó chuyển động cũng khá là nhẹ mượt nha. Đây. Con này sản xuất đời 2010, con lăn cước thì còn rất là sáng, dòng này là dòng SVW, dòng kháng mặn. Thích hợp cho khách nào câu lua nước mặn, câu nước mặn, hoặc là cho khách nào câu tra, câu gờn, câu rạn. Con này thì đổ tay trái phải được, quay thì rất là nhẹ êm, có chút chống trở ngược. Ngoại hình tổng thể của máy như thế này. Ngoại hình thì nó có tróc sơn trên phần chân của máy như thế này các bạn. Đây. Chú ý tróc sơn trên phần chân của máy. Size của nó là size 8000. Mã này là mã số 8, nặng 560g. Hàng này là hàng Malaysia xuất Nhật, giá là 2.000.000. Tiếp theo mã số 9. Số 9 đây mình có là con máy từ Winpower. Con này là size 2500, cối sâu. Mua pin 6 lưỡi ga đầy đủ, đổ tay trái phải được. Con này thì cước số 3 là vào được 120m, số 2 là vào được 170. Mua pin 6 lưỡi ga đầy đủ nha. Con lăn cước thì còn rất là sáng, gạt cước nhẹ. Con này thì nhông của nó là dòng nhông AeroWrap, là nhông siêu cứng. Có Slow System, là chuyển động rất là nhẹ mượt, và S-Relancy. Đổ tay trái phải được, tay quay của nó là dòng tay quay xoắn ren. Quay thì rất là nhẹ êm, con này sản xuất đời 2011. Nhưng mà dòng này xài rất là, nói chung là từ Win dòng này xài rất là ok này. Nói chung từ Win thì xài rất là bền rồi, nhưng mà dòng này nó câu kéo cũng rất là bền, nhẹ. Ngoại hình tổng thể của máy này, size 2500, lô nông. Con này thì có chống ngã tay quay, có tay quay chống ngã. Hàng này là hàng Shimano của Nhật, máy in da băng. Quay thì rất là nhẹ êm,
Ngoại hình thì con này đẹp nha. Ngoại hình đẹp, chỉ có tróc sơ một xíu cái phần chân đây. Tróc sơ một xíu cái phần chân thôi. Mã này là mã số 9, nặng là 260g, con này giá 2.900.000. 2.900.000. Mã số 9. Tiếp theo mã số 10. Số 10 ở đây mình có là con máy của Daiwa, con này là Daiwa, dòng là Daiwa Koga 2508BEH. Con này là dòng, dòng này thì nó có hai dòng, một dòng sản xuất ở Trung Quốc, một dòng sản xuất ở Nhật, mà con này là một con sản xuất ở Nhật. Con này thì có 10 bạc đạn. Dòng này là dòng xịn của Daiwa, Daiwa Koga. Có lớp dầu Maxolic. Và thắng nó là dòng con này thì có lớp dầu Maxolic này. Có Rio đây. Aerotor có lớp dầu Maxolic bảo vệ, hạn chế nước vào trong cốc máy. Và con lăn cước của nó ở đây cũng có lớp dầu Maxolic để bảo vệ khát nước nha. Mô bin sóng lưỡi gà đầy đủ, đổ tay trái phải được. Gạt cước nhẹ. Dòng đề cao. Nấm tay quay của nó là nấm sóc của Eva. Con này thì quay rất là nhẹ êm, tay quay sáng ren. Nút chống chặn ngược ở đây. Ngoại hình tổng thể của máy này. Con này thì trên máy có sẵn dây BE như thế này, máy thì còn rất là mới. Máy này là mã số 10, nặng 250g, con này giá là 3.400.000. 3.400.000. Rate của nó là 5.7. Tiếp theo mã số 11. 11 ở đây mình có là con máy của Daiwa. Con này là con Daiwa dòng Stati 2510BEH. Con này thì cố kim loại, thân của nó làm bằng vật liệu su bền metan. Ở trên này là cố nồi của nó làm bằng vật liệu John Body. Này, màu vật liệu John Body như thế này. Nó khá là nhẹ. Mô bin sóng lưỡi gà đầy đủ, đổ tay trái phải được. Size của nó là size, con này size của nó là size 2500. Dây BE số 1 là vào được 200m, số 1.5 là vào được 150m lô sâu. Con lăn cước còn rất là sáng, gạt cước nhẹ. Ngoại hình tổng thể của máy như thế này. Màu này là màu vật liệu nha các bạn, không phải bị trầy vậy đâu. Đây có sờn xíu cái này thôi. Con này thì đổi tay trái phải được, quay thì cũng rất là nhẹ mượt nha. Có chút chống trở ngược. Máy này là mã số 11, hàng này là hàng Daiwa của Nhật, nặng 240g. Con này giá là 2.900.000, mã số 11. 2.900.000, mã số 11. Tiếp theo mã số 12, 12 đây mình có là con máy của Twin Power. Con này là Twin Power 5000HG, có kim loại thân carbon, cối sâu, mô bin sóng lưỡi gà đầy đủ. Con này thì dây cước số 4 là vào được 200m, số 5 là vào được 150m. Con này thì tay quay nó có một cốt bên trái thôi. Cốt tay quay nó một cốt bên trái, nó không có cốt đổi bên phải, nên là con này hiện là chỉ câu được tay trái, không đổi được bên phải nha. Quay thì rất là nhẹ mượt. Con này thích hợp cho khách nào câu lục bền này, câu ngâm này. Quay thì rất là nhẹ êm như thế này. Nấm tay quay của nó là nấm tròn như thế này. Ngoại hình tổng thể của máy thì cũng còn khá là sáng. Size 5000, có nút châm dầu ở đây. Hàng này là Shimano của Nhật với dây băng nặng 400g. Con này giá 2.800.000. Giá 2.800.000. Mã số 14, mã số 12. Tiếp theo mã số 13, 13 đây mình có là con máy của Daiwa. Con này là Daiwa Catalina 3500H. Catalina 3500H. Con này thì cố kim loại. Thân của nó làm bằng vật liệu carbon nha. Rate của nó 5.7. Con này thì có lớp dầu bảo vệ trong cốt máy. Mô bin sóng lưỡi gà đầy đủ, lăn cước thì còn rất là sáng. Có sờn xước ở đây. Cước nhẹ. Viền nồi của nó là bằng vật liệu John Body. Con này thì dây BE số 1.5 là vào được 350m, số 2 là vào được 300m, số 3 là vào được 200m nha. Con này thì máy lớn tương ứng với dòng này thì size của nó tương đương với một con máy Shimano size 5000.
quay thì rất là nhẹ em, có chút chống trở ngược. Tay quay còn là dòng tay quay sơn ren, hàng này là hàng Shimano của Nhật, made in Japan, đổi tay trái phải được. Mã này là mã số 13, nặng 440g, con này giá 4 triệu. Tiếp theo mã số 14. 14 này mình có là con máy của Shimano Biomaster. Dòng này là dòng SVW 6000, có kim loại thân carbon, bobin sống lựa ra đầy đủ, con này đổi tay trái phải được. Vòng tua nó là vòng tua XG, con này Reito là 6.2. BE số 3 là vào được 300m. Size 6000, cước số 6 là vào được 160m, số 5 là vào được 200m. Con này thì có công nghệ XSEAL. Dòng FVW là dòng kháng mặn, con này thích hợp cho khách nào câu tra này, câu gờn, câu rạn, câu nước mặn. Có công nghệ XSEAL. XSEAL là khi giảm tải, chống rung khi các bạn tải cá lớn. Quay thì rất là nhẹ em, có chút chống trở ngược, con này đổi tay trái phải được nha. Tay quay của nó là dòng tay quay xoắn ren như thế này, tay quay xoắn ren. Thân làm bằng vật liệu Hagane, lăng cứu sáng. Ngoại hình thì con máy này cũng còn khá là sáng đẹp nha, chỉ có sờn xước nhỏ nhỏ một vài chỗ đây, còn khá là sáng máy. Hàng này là hàng Malaysia xuất Nhật, size 6000, nặng là 460g, giá 2.8 triệu. Mã này là mã số 14, 2.8 triệu. Tiếp theo mã số 15 ở đây mình có là một con máy ngang. Con này là con máy ngang của Daiwa, con này là Daiwa Genesi 150SHL, máy tay trái. Con này thì Reito nó là 6.3, quay thì rất là nhẹ mượt. Reito nó là 6 chấm nha, Reito 6.3. Con này thì có 6 bạc đạn, quay thì rất là nhẹ êm như thế này. Máy tay trái, có nút chỉnh thắng này. Hàng này là được sản xuất ở Hàn Quốc, Daiwa cô sản xuất ở Hàn Quốc, Korea, Hàn Quốc. Quay thì rất là nhẹ êm. 6 bạc đạn, nặng là 230g, con này giá 1.4 triệu. Ngoại hình tổng thể thì máy còn khá là sáng máy. Này có trầy xuống xíu chỗ đây thôi. Con lăn chi cướp bằng silicon. 1.4 triệu, mã này là mã số 14. Tiếp theo là mã số 15 ở đây mình có là con máy của Daiwa, con này là dòng Daiwa BX80, con này thì Reito nó là 5.7, 7.5, Reito 7.5, máy tay trái quay thì rất là nhẹ mượt. Ngoại hình thì con này có sờn xước này, đã dính bụi. Con này sờn xước chủ yếu trên cái viền càng gạt cước, con này sờn xước nhiều trên viền càng gạt, trên cái viền này, đây cái viền máy này, nút chỉnh lá thắng này. Con lăn chưa cướp phần khuyên xích. Hàng này là hàng Daiwa Trung xuất Nhật nha. Nặng là 200g, quay thì rất là nhẹ. Đây, quay thì rất là nhẹ em nha. Nặng 200g, con này giá là 750.750. Mã này là mã số 15. Tiếp theo mã số 16. 16 đây mình có là con máy của Daiwa. Con này là con Daiwa dòng Team Daiwa Z103ML. Con này thì máy tay trái, Subun nó là dòng Subun làm bằng nano carbon, là làm bằng vật liệu nano nên là nó có độ vác như thế này, đựng được chứa được khá là nhiều dây. Máy tay trái, con này thì có 12 bạc đạn, quay thì rất là nhẹ êm. Hàng này là hàng Daiwa của Nhật, đây, quay thì rất là nhẹ. Ngoại hình tổng thể thì nó có sờn xước như thế này các bạn, đó. Đây là nút chỉnh lá thắng ở đây, nút chỉnh lá thắng 10 tốc độ. Hàng này là hàng Daiwa Nhật, máy in Japan. Reito đó là 5.7. Mã này là mã số 16, nặng 180g, con này giá 2.1 triệu. 2.1 triệu. Mã số 16. Tiếp theo mã số 17. 17 đây mình có là con máy của Shimano, con này là Shimano Metanium. Đây là dính mực nha các bạn. Dính mực trên cái bút. Này, mực này lâu ra. Dính mực. Con này thì Reito nó là 6.2. Dòng này là dòng micro module, là con này quay rất là nhẹ em. Subun nó là dòng Subun MCL, Subun siêu nhẹ nha. Ngoài thì nó có sờn xước trên viền viền máy như thế này. Đây.
xuất trên viền máy tróc sơn ở dưới này. Thằng này là Shimano của Nhật, máy in da băng, máy tay trái Rito 6.2, quay thì rất là nhẹ êm, con này quay rất là mượt, dòng này xài cực kỳ bền. Máy này là mã số 17, nặng là 175g, nặng 175g, con này giá là 2.300.000, 2.3 triệu. Tiếp theo mã số 18 đây mình có là con máy của Daiwa Tatula 100XHL, con này Reito là 8.1, Reito 8.1 máy tay trái. Con này thì có TVS, TVS là hạn chế được rối và vòng dây. Con này thì spool nó ở như thế này, spool này là dính keo nha các bạn, spool thì còn rất là mới nhưng mà nó bị dính keo á, keo này lâu ra, keo này lâu ra, cái keo này là do dán cái miếng keo dán để dán dây á, nên là lâu thì nó dán thời gian thì nó bị dính keo như thế này, cái này lâu ra nha, tí mình lâu luôn. Con này thì nó có trầy xước trên hai cái viền như thế này, trầy xước xung quanh cái viền, có TVS hạn chế được rối và mài bằng dây. Reito 8.1 máy tay trái, quay thì rất là nhẹ như thế này. Nút chỉnh lá thắng 10 tốc độ, thắng của nó là thắng Megafox Z. Hàng này là hàng Daiwa Thái Lan xuất Nhật, quay thì rất là nhẹ mượt, ngoại hình tổng thể này. Mã này là mã số 18, nặng 190g, con này giá 1.600.000. Tiếp theo mã số 19 đây mình có là con máy của Daiwa Tatula 103HL Reito 6.3, máy tay trái. Con này thì cũng có TVS, trên máy thì có sẵn dây be như thế này, spool nó là dòng trên máy thì có sẵn dây be như thế này. Con này là máy tay trái, nút chỉnh lá thắng 10 tốc độ. Ngoại hình tổng thể của máy này có tróc sơn ở đây, nó có sơn xước nhẹ trên này. Reito 6.3, tay quay của nó là nhìn nắm tay quay shop của Eva, quay thì rất là nhẹ êm. Mã này là mã số 19, nặng là 200g, con này nặng 200g nhưng mà dòng này là độ tay quay này, tay quay như thế này. Con này thì cả tay quay của nó là nặng 220 nha, 220g. Máy này là mã số 19, giá 1.800.000. Tiếp theo mã số 20 đây mình có là con máy của Daiwa. Con này là Daiwa Luvias máy đứng, Daiwa Luvias 2500, thông số của máy này. Con này thì cối nó bằng kim loại, thân của nó làm bằng vật liệu super metal, e-metal body này. Có ABS, nhông siêu cứng, đi ghi ghi. Thông số thì con này Reito 4.9 nha, 4.9, nặng là 240g, 7 bạc đạn, Macrap 7kg, size 1500. Lô của nó là lô sâu, cứu số 2 là vào được 200m, số 3 vào được 150m. Ngoại hình tổng thể của máy này, con này thì ngoại hình còn khá là sáng đẹp, mới máy, còn rất là mới. Hàng này là hàng Daiwa của Nhật, máy da băng. Bạn đổi tay trái phải được, quay thì rất là nhẹ như thế này, có chút chống trở ngược. ABS, mã này là mã số 20, giá 1.700.000. Theo mã số 21 ở đây mình có là con máy của Ultara, sản xuất đời 2017. Con này là Shimano Ultara 4000XG Reito 6.2, Macrap 11kg, nặng 285g. Con này thì có 5 bạc đạn, và bạc đạn nó là dòng bạc đạn SRB, bạc đạn kháng mặn. Đời 2017, cối kim loại, thân carbon, thân là bằng vật liệu Hagane, mô pin sóng lửa ga đầy đủ. Con này đổi tay trái phải được, dòng này là dòng Corotec, là có công nghệ kháng nước Corotec nha. Con này tay quay xoắn ren, sản xuất đời 2017 nên đã được tinh giảm nút chốt chặn, quay thì rất là nhẹ êm, có chút chống trở ngược. Vòng tua nó là vòng tua XG. Hàng này là hàng Malaysia xuất Nhật nha.
Ngoại hình tổng thể thì có sườn xước trên viền cổ như thế này. Trên này là dính dấu vân tay thôi, còn rất là sáng mấy. Mã này là mã số 19, con này giá là 1.900.000, hàng về thì có hộp. Tiếp theo mã số 22, mã số 1.900.000, mã số 21. Tiếp theo là mã số 22. 22 đây mình có là con máy của Shimano Excelsi BB3000MHG. Con này thì cổ kim loại, thân là bằng vật liệu Hagane. Con này sản xuất đời 2020. Dòng này thì cũng được tinh giảm lúc chút chặn nha. Có công nghệ kháng nước co X-Protect. Mô bên sống lưỡi gà đầy đủ, đổi tay trái phải được, lăn cước thì còn rất là sáng, dòng đời cao và cước nhẹ. Máy thì quay rất là nhẹ êm mượt. Size của nó là size 3000, lô sâu. Con này thì thông số của máy này Reto 5.8, mắc ráp 9kg, nặng 250g, 6 bậc đại. Hàng về thì có hộp như thế này. Ngoại hình của máy thì còn khá là sáng mấy, có sườn xước nhỏ nhỏ. Trên cổ thì có sẵn dây BE. Máy này là mã số 22, con này giá là 2.1 triệu. Tiếp theo mã số 23. 23 đây mình có là con máy của Shimano Extradic C4+ 4000MXGM. Con này thì cối là bằng vật liệu C4, cối kim loại, thân là bằng vật liệu C4 nên nó rất là nhẹ, mô bên sống lưỡi gai đầy đủ, đổi tay trái phải được, con lăn cước thì còn rất là sáng và cước nhẹ. Size 4000, thông số của máy Reto 6.2, mắc ráp 11kg, nặng 235g. Con này thì có 7 bạc đạn, và bạc đạn là dòng bạc đạn kháng mặn. Ngoại hình tổng thể thì có sườn xước trên viền cổ như này. Đây. Thân là bằng vật liệu Hagane. Con này thì có công nghệ kháng nước Corotec này. Và rotor nó là dòng Manulite rotor nên là quay rất là nhẹ mượt. Spool nó spool MCL. Quay thì rất là nhẹ em. Size 4000 nhưng mà nặng chỉ có 235g nha. Con này tay quay sống ren, đổ tay trái phải được, hàng Malaysia sản xuất Nhật. Ngoại hình tổng thể như thế này. Mã này là mã số 23, nặng là 235g, con này giá 2.8 triệu. Hàng về có hộp nha. Tiếp theo mã số 24. 24 đây mình có là con máy của Shimano OneWick. Shimano OneWick 2500. Con này sản xuất đời 2012. Reto 6 chấm. Nặng 195g, con này có 12 bạc đạn và 1 roller. Ngoại hình tổng thể của máy như thế này, máy thì còn rất là sáng máy nha. Con này thì có công nghệ X-Ship nên là dòng này khi các bạn câu cá lớn thì nó chuyển động rất là nhẹ mượt. Manulite rotor này, Reto 6 chấm, 12 cộng 1 bạc đạn, 12 bạc đạn và 1 roller. Quay thì rất là nhẹ êm, có chốt chống trợ ngược. Con này thì thông số vào dây, dây BE số 0.6 vào được 200m, dây 0.8 là vào được 150m. Con này là dòng lô nông, xa 2500 lô nông. Gà cước nhẹ, con lăn đây tiếng ráp máy như này. Con lăn cước thì còn rất là sáng, nhẹ nha. Ngoại hình tổng thể của máy như này. Con này tay quay sân riêng, đổ tay trái phải được. Ngoại hình thì cũng còn khá là sáng. Mã này là mã số 24, con này giá là 3.500.000, 3.500.000 mã số 24. Con cuối cùng mã số 25. 25 ở đây mình có là con máy của Biomaster, dòng này là dòng Biomaster FVW4000XG. Size 4000. Dòng FVW là dòng câu nước mặn nha, dòng kháng mặn. B số 1 là vào được 500m, B số 2 là vào được 210m, size 4000. Cứ số 4 là vào được 150m. Số 5 là vào được 125m.
Dây số 3.5 là vào được 170. Con này nặng là 315g, 6 bậc đạn, Reito 6.2, mắc ráp 10kg. Sabun nữa, dòng sabun ARC, sabun vát, giảm độ nóng cho dây khi các bạn ra dây. Trên máy thì có sẵn dây BE như thế này. Có nút châm dầu ở đây. Hàng này là hàng Biomaster của Nhật, máy da băng, ngoại hình thì cũng còn tương đối sáng. Có tróc sơn ở phần này, có sơn xước ở phần chân này. Quay thì rất là nhẹ em. Có chút chống trở ngược nha, đổi tay trái phải được. Hàng Shimano của Nhật, mã số 25, giá 2.8 triệu. Thì mình đã giới thiệu qua tất cả là 25 mã máy, các bạn lấy mã nào comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số điện thoại 0971 387577. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.